Vì sao? Trong cảnh giới bất tư nghị của tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều không khác nhau. Nhưng vì thế gian mê lầm chấp trước các thứ hí luận nên cho rằng Đức Phật Thế Tôn có sanh, có diệt, có chứng Bồ Đề. Phật bảo đồng từ mạn thù thất lợi. Pháp mà ông nói chỉ có Như Lai hoặc Bồ Tát Bất Thối Chuyển hay Đại A-La-Hán mới hiểu rõ được. Ngoài ra chẳng ai hiểu nổi. Vì sao? Vì chỉ Như Lai vân vân nghe pháp sâu xa này như thật hiểu rõ, chẳng khen chẳng chê, biết tâm hay phi tâm đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh của tất cả pháp đều bình đẳng, tâm và phi tâm đều bất khả đắc, do đây nên không khen không chê pháp này. Mạn thủ thất lợi liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, đối với pháp này ai sẽ khen chê? Phật dạy, đồng từ, đối với kẻ phàm phu ngu si kia, tâm này chẳng phải thật là tánh của tâm,